sạch sao em yêu anh dung thần hồng để tuyệt ta giờ hóa huy hoàng. Giờ đến lúc anh phải nói yêu em anh qua còn mẹ. Thời gian quá khôn em trong lòng đi một niềm đau em cao hay điên. Từng ngày qua anh đã thấy đủ hôn em trao nay đã không còn nhau. Từng vòng tay như xưa kia đi yêu mãi không còn cảm giác vì trong tim của em đã có một bóng hình. Hãy để anh bao tháng ngày cả chia tay còn hơn sẽ đau thật đau vì người đã lừa dối thả cho em ra đi chính anh rất đau lòng. Nhưng có níu kéo làm gì đừng bận tâm về anh mặc kệ anh, xin hãy cho nhau một lời khuyên. Và kính thưa quý vị, các anh chị và các bạn, một lần nữa cũng xin rất là mong được sự hiện diện của tất cả quý vị khán giả các bạn trong buổi chúc mừng rất là hay, thật tuyệt vời đẹp mang lại là ý nghĩa từ tất cả những bạn của mình khi được đến tổng kết và quý vị. Dù biết trước sẽ ta vơi, vậy mà sao anh vẫn thầm mơ. Tại sao em yêu anh không thật lòng, để tình ta giờ hóa hư không. Giờ đến lúc anh phải nói, yêu em anh qua mọi cách. Thời gian quá cô đơn trong lòng mình, một niềm đau em nào hay điên. Từng ngày qua anh đã thấy hôn em trao nay đã không ngọt ngào. Từng vòng tay đi như xưa kia khi ôm anh không còn cảm giác vì trong tim của em đã có một bóng hình. Hãy để anh bao tháng ngày ta chia tay còn hơn sẽ đau tận đau vì người đã lừa dối thả cho em ra đi chính anh rất đau lòng. Nhưng cố yêu kéo làm gì đừng bận tâm về anh cứ đi mang về anh xin hãy cho nhau một lời khuyên vì trong tim của em đã có một bóng hình. Hãy để anh bao tháng ngày ta chia tay còn hơn sẽ đau thật đau vì người đã lừa dối thả cho em ra đi chính anh rất đau lòng. Nhưng cố níu kéo làm gì đừng bận tâm.